Hello, xin chào anh em. Vào thời điểm năm 2018 khi Xpander được ra đời, nó đã xoán ngôi vị trí độc tôn của Innova trong phân khúc MPV. Và ngày hôm nay, mẫu xe đó đã xuất hiện tại Enica Việt Nam. Vâng, trước mắt anh em đó chính là mẫu xe Xpander 2020 thế hệ hoàn toàn mới đã về Enica. Mẫu xe này đã chạy được ở hơn 3 vạn rồi nhá, hơn 3 vạn rồi, hồ sơ cầm tay. Và mẫu xe này Enica đang chào bán với mức giá chỉ có 1.600 một chút thôi. Ok, chúng ta sẽ đi tìm hiểu mẫu xe Xpander 2020. Ok, vào năm thời điểm năm 2020 thì cái thay đổi đáng kể lớn nhất trên mẫu xe Xpander này đó chính là phần đèn pha của mẫu xe này đã được nâng cấp lên đèn LED rồi, thay cho đèn halogen mà các phiên bản trước đã từng sử dụng. Đó, ở đây thì chúng ta nhìn đây đây, đèn pha là đèn LED nhá, nó được đẩy xuống phía dưới và đèn định vị thì được đẩy lên phía trên. Đây là một cái ngôn ngữ thiết kế rất là hiện đại và tương lai của các mẫu xe vào thời điểm bây giờ. Đó, kể cả những mẫu xe sang, đèn định vị được đẩy lên trên và đèn pha thì đẩy xuống dưới. Ở đây thì Khải rất thích cái phần đèn gầm này thì chủ xe đã độ lên dạng bi cầu lồi rồi. Đây chúng ta nhìn đây này, nhìn nó trông nó rất là ngầu đúng không, rất là ngầu. Rồi phần đằng trước nữa bác chủ xe cũng khá là đầu tư và cũng rất là cẩn thận về tính năng an toàn, đã độ thêm một cái option đó chính là cảm biến va chạm đằng trước và đằng sau cho mẫu xe Xpander 2020 này rồi. Chúng ta sang phần phía bên hông này đi. À đây, cái phần cản trước nhá. Cản trước này, anh em nhìn thấy không? Nhìn nó thiết kế rất là sport, mọi người nhìn không? Mặc dù đây là một phân khúc MPV thôi nhưng mà cái phần cản trước này nhìn nó rất là thể thao, rất là khỏe khoắn. Chúng ta nhìn. Rồi, Xpander thì được trang bị động cơ là 1.5 lít. Chúng ta xem qua phần máy của mẫu xe này một chút nhé. Vâng, thưa anh em, đây chính là khối động cơ của mẫu xe Xpander 1.5 lít hút khí tự nhiên, sản sinh ra công suất khoảng 107 mã. Cũng khá là ok, 7 chỗ nhé. Nhưng nó hoàn toàn không yếu một tí nào đâu. Nếu mà mọi người không tin thì có thể đến Enica trải nghiệm về cái sức mạnh động cơ của mẫu xe này. Ok, thì khối động cơ này cũng giống như các xe khác, đều được quy trình kiểm tra rất là nghiêm ngặt của Enica Việt Nam. Cam kết khối động cơ hoàn toàn là nguyên bản, thậm chí cả ở phần hộp số nữa. Đó, chúng ta đang nhìn qua những con ốc ở trên phần động cơ. Đó, kể cả cái bộ chấp hành ABS này, chúng ta nhìn này, nó vẫn còn đánh dấu sơn của nhà sản xuất. Những con ốc ở phần phía bên tai, rồi ụ giảm sóc ở phía bên phụ nhá. Chúng ta nhìn này, những phần keo nhá, nó vẫn còn nguyên zin hết này. Những đây đây, cái đinh bấm của nó này. Đó, rồi kể cả những phần đèn bên ngoài này, nó vẫn còn nguyên bản. Đó, thì làm sao mà nó bị đâm đụng ảnh hưởng kết cấu phần bên trong được. Những con ốc cabo chưa thèm tháo lắp. Đó, rất là hay trên mẫu xe này. Ở Xpander thì thua Innova chính là về phần dung tích động cơ. Innova thì được trang bị động cơ là 2.0, còn Xpander thì chỉ có 1.5 thôi. Nó cùng dung tích với Suzuki XL7 đó. Nhưng mà về cái thiết kế thì nó sẽ trẻ trung hơn Innova, trẻ trung hơn cả XL7. Rồi những trang bị được trang bị trên xe nó cũng vượt trội hơn các đối thủ trong cùng phân khúc. Nên vì sao là mẫu xe này từ năm 2018 đến thời điểm bây giờ nó vẫn là vị trí độc tôn số 1. Ở đây thì phần hông thì chúng ta đang nhìn thấy cái bộ mâm của mẫu xe Xpander này được thiết kế dạng mâm hợp kim nhôm. Đó, chúng ta nhìn đây, mặc dù là mẫu MPV thôi nhưng mà nó được hợp kim nhôm nhá, được thiết kế hợp kim nhôm nên là nhìn nó khá là sang trọng đấy, khá sang trọng luôn. Rồi phanh trước là phanh đĩa, phanh sau là phanh tăng trống. Về công nghệ an toàn cũng có phanh ABS, EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA rồi, có cân bằng điện tử. Đó. Gương chiếu hậu rất là to này, chúng ta nhìn không? Gương chiếu hậu cực to luôn. Có giải đèn LED báo rẽ ở đây. Đó. Đây, ở bác chủ cũng khá là đầu tư khi đây là một mẫu xe MPV mà đầu tư thêm cả ốp kế bậc lên xuống đây. Nhìn chiếc xe nó khỏe hơn khá là nhiều đấy. Đó. Ở phần tay nắm cửa này nhá, tay nắm cửa này được mạ chrome, có nút bấm keyless entry ở đây. Rất là xịn sò đấy, gần như không thiếu một option gì đâu. Ok, đây chính là phần cái chìa khóa của mẫu xe này, giống y hệt như của Outlander luôn. Ở đây thì chúng ta đang nhìn cái phần táp ly của cánh cửa lái này, còn rất là mới. Đó, các phím bấm này còn rất là rõ nét. Đây, cái lẫy tay mở cửa này, chúng ta nhìn này. Đó. Rồi, xin mời anh em xem qua cái phần trụ A của cánh cửa lái. Đây là cánh cửa mà hay sử dụng nhất. Đó, thì nó vẫn còn nguyên bản, những con ốc chưa tháo lắp gì cả. Mà kể cả tháo lắp ra phần sơn cánh cửa nó cũng chả vấn đề gì cả. Chúng ta xem qua phần keo chỉ của cánh cửa lái nhé. Đây, chúng ta nhìn này. Đó,
xe này xuất xưởng như nào thì bây giờ nó vẫn còn như thế, nó chỉ hao mòn theo thời gian thôi. Rồi, kính cửa sau đây, mọi người đang xem phần kính cửa sau nhé. Và ưu điểm vượt trội của mẫu xe Xpander này đó chính là độ rộng rãi. Hiện tại thì Khải đang ngồi hàng ghế thứ hai, nó vô cùng rộng luôn nhé. Đó, ở đây thì chúng ta có cả cái bệ tì tay nữa. Đó, đây chúng ta có một cái bệ tì tay ở đây, ngồi rất là thoải mái. Nếu mà chúng ta đi 5 người thậm chí chúng ta có thể ngả những cái phần ghế như này xuống được. Đó, đây hết cỡ rồi, ngả như này. Các bạn thấy không, ngồi rất là sướng nhá. Ở đây thì chúng ta còn trang bị cả 4 cửa gió điều hòa và có cả tinh chỉnh tốc độ gió ở đây. Quá hợp lý trong với tầm giá hơn 600 rồi. Được trang bị khá nhiều option mà lại ngồi rất là rộng. Ở bên dưới phần sàn này chủ xe cũng đã bọc lên lớp sàn da rồi. Đó, rất là cẩn thận và sạch sẽ. Những cái ốp mà phần bậc lên xuống này cũng thế này. Đó, đều được ốp những tấm nhôm ở đây để nó bảo vệ những cái phần thành này không bị xước sát nhiều. Táp ly của 4 cánh cửa này chúng ta nhìn nó còn rất là mới luôn nhá. Cánh cửa sau cũng thế này. Đó. Rồi chúng ta sang phần đuôi xe đi. Đây, đuôi xe. Phần đầu xe thì nó thiết kế hiện đại bao nhiêu, tương lai bao nhiêu thì phần đuôi xe nó cũng tương xứng như thế luôn. Chúng ta nhìn nhá. Nhìn ví dụ như cái đèn hậu của nó này cực kỳ là đẹp luôn đấy. Kể cả những mẫu xe đắt tiền hơn Xpander chưa chắc đã được thiết kế những cái phần đèn hậu nó đẹp như thế này rồi. Rồi phần cản song thế này, nhìn cực kỳ là ngầu và rất là thể thao luôn. Rồi ở đây thì xe chưa được trang bị cảm biến, nhưng bác chủ xe đã độ thêm cảm biến lùi rồi. Xe thì có cam lùi đầy đủ hết. Ok, chúng ta mở cốp ra nhá. Wow, cực kỳ là rộng. Nếu mà chúng ta đi 5 người thì chúng ta có một cái cốp vô cùng rộng để chở rất là nhiều đồ. Đó. Thậm chí thì nếu mà ví dụ mở cả hai hàng ghế thứ hai lên thì chúng ta cũng có một cái cốp cũng ổn của nó đấy. Đây, nó đến tầm này. Đó, cũng để được một vài cái vali đấy. Rồi, phần đuôi xe thì kết cấu phần khung của nó vẫn còn nguyên nhé. Đây chúng ta nhìn này, ốc của nó đẹp như này rồi. Đinh bấm ở phía đằng sau cốp này rất là đẹp luôn. Rồi, đóng vào nhé. Đó, rất là êm ái nhẹ nhàng. Tiếp theo nữa, ưu điểm vượt trội trên mẫu Xpander này đó chính là option ở trên xe và độ cách âm, độ đầm chắc của mẫu xe này. Xin mời các bạn cùng Khải bước lên trên xe để trải nghiệm mẫu xe này. Rồi, chúng ta bắt đầu đề nổ máy lên. Rồi. Đấy, nếu mà người đằng sau nóng thì chúng ta có thể tự điều chỉnh tốc độ quạt gió ở đấy. Rồi, bước vào trong khoang nội thất của mẫu Xpander. Cảm giác đầu tiên đó chính là cái phần vô lăng này. Nó thiết kế cực kỳ là hay, cực kỳ là đẹp luôn ấy, thậm chí rất là đẹp. Xe được trang bị cả ga tự động cruise control rồi này, đàm thoại rảnh tay, khá là đầy đủ các tính năng. Ở phía bên này thì có chỉnh gương, gập gương đây, mọi người nhìn, gập gương luôn này. Đó. Rất là hay, có nút cân bằng điện tử đây rồi. Rồi, thêm một cái option mà cũng đáng giá nữa, đó chính là cái màn hình Android ở đây mà bác chủ xe đã đầu tư thêm. Chúng ta test qua một tí âm thanh nhé. Đó, rồi, rất là hay. Phiên bản AT thì được trang bị là ghế nỉ thôi. Ở đây thì bác chủ xe cũng đã bọc lên bộ ghế da rất là xịn sò. Ghế còn rất là mới và căng. Đó, phần táp ly này cũng có thế này, còn rất là ổn luôn. Rất là mới nhá. Độ đen của cái phần táp ly còn rất là ok. Tiếp theo nữa lên phần trần nhá. Chúng ta hơi bất ngờ cái những cái tấm rèm này, thậm chí còn ni lông của nhà sản xuất còn chưa thèm bóc ra cơ. Đó, rất là giữ gìn nhá. Màn Android có tích hợp cả cam hành trình ở đây này. Cam lùi đây. Đó, cam lùi kết hợp với cảm biến lùi, đi như thế là an toàn rồi. Ở đây thì có các cổng sạc USB các thứ này. Đó, mở nhỏ nhà xuống. Đó, rất là tiện dụng luôn. Nút đèn nổ start top, chìa khóa thông minh, không thiếu một tính năng gì. Rồi giờ chúng ta lái thử một chút nhé.
Trung vặn nhỏ qua xem. Đó. Rồi, bắt đầu chúng ta cài số D để đi thôi. Mặc dù nó chỉ là phân khúc MPV thôi, nhưng mà khi Khải cầm lái ngồi trên mẫu xe này mới thấy giá trị của nó mang lại. Đó là cái tầm quan sát của mẫu xe này. Nó rất sướng, ngồi quan sát rất là rộng này. Đó. Cảm giác như mình đang ngồi trên một chiếc SUV gầm cao xịn sò luôn ấy. Đó. Kết hợp với hai cái gương chiếu hậu rất là to. Thực sự là cực kỳ là to luôn nhá. Đấy. Ngồi rất là to. Quan sát cực kỳ rộng luôn. Máy Mitsubishi thì các bạn biết rồi đấy. Máy thì bền, bốc, êm và tiết kiệm nhiên liệu. Đây chúng ta đang đi cái giải tốc độ thấp thì chúng ta chưa cảm nhận thấy được nhiều. Nhưng mà về cơ bản là đây là một mẫu xe đa dụng thì như thế này cũng khá là ok rồi đấy. Bồ lăng vẫn rất là nhẹ nhàng nhé. Khải không có điều kiện thì đi một cái giải tốc độ cao lắm để cho mọi người cảm nhận thấy cái độ đầm chắc của mẫu xe này, độ cách âm. Nhưng mà về cơ bản đánh giá là đây là một mẫu xe MPV cũng khá là ok rồi, với tầm giá là 600. Lại còn 7 chỗ nữa. Quá hợp lý phải không anh em? Rồi, anh em nào quan tâm đến mẫu xe Xpander số tự động nhá, mua về đi gia đình cũng ok, chạy dịch vụ cũng ok, thì alo cho Khải theo số điện thoại là 091 124 1881 nhé. Chạy tiết kiệm lắm, 1.5. Máy của Mitsubishi thì các bạn biết rồi đấy. Rồi, xin chào anh em nhé. Hẹn gặp anh em trong các chương trình giới thiệu xe lần sau.